sáng nay nắng ấm trời em đồng xanh xanh sắc là mắt em mây sắc trời ta tình tăng tình tình vang về tắc mà không hỏi chủ mai nhờ có bà con điềm chỉ nên anh nhìn kỹ coi có phải em không đâu anh nhìn kỹ coi có phải không trời đất ơi bà con cô bác ở đây họ nói y chang con Võ Ngọc Quyền vậy đó cùng đôi mắt nhung thầm thấp trung trung mà nhiều chiến công ngang tầm dũng sĩ nay nhìn tận mặt em nghì như bông bưởi đang nở trong vườn chị hạnh năm trước cũng như em mà dáng dĩ bình thường này anh ơi anh ở sông Hiền hay sông Hậu dạ tôi ở Sài Gòn dạ qua thứ mấy dạ thứ ba còn cô còn em thứ sáu cô Sáu à, mấy lâu nay văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình nay vừa thấy mặt là tôi mê liền nó nghiêng mê ai vậy dạ tôi mê đất mê người mê nụ cười và tôi mê luôn giọng hò mái dài của dạ của bà má bay xin lỗi anh ba đừng có giận nghe tôi cũng thiệt thà đó chứ mà cô Sáu à cứ từ bụi cải cô đem sải qua bên bụi cà hoài giá cô Sáu quê nghĩa cô Sáu nói chơi chút xíu mà tôi nói vậy chứ không phải vậy đâu cô Sáu ơi tôi muốn hỏi chứ sản xuất luân canh lân vụ cái lúa trồng đậu mùa này tốt không cô Sáu trời đất ơi má cô Sáu khó dữ vậy đó hả chứ gặp anh ba đây giữa đường giữa ngõ anh hỏi mà không trả lời thì sợ anh bảo cái con nhỏ nó hay làm lẹ nếu còn ở đây nói với anh ba cho tình hết nghĩa thì chắc là em phải trở vô nấu bữa cơm chiều Sáu nói vậy tôi e không có tiện nghe cô Sáu mẹ bảo đây nói chuyện với ta cho hết cái buổi sáng này hay sao cây có gốc có cành xanh ra ngọn tôi muốn cùng cô Sáu cho tròn cái nghĩa dưới quê cô Sáu à cô Sáu à thôi thì hỏi một câu cũng làm lâu đôi chút mà hỏi hết chuyện của cô thì sản xuất một lúc nó cũng xong thôi thiệt đó cô Sáu có chút xíu thôi cô Sáu à đâu có được má em á má chửi chết à ruộng em làm chuyện em hiểu ở đây mà nói chuyện với ba hoài chắc đâu cả chứ thuốc chết em Bye.
lại cô lại núi sông xanh xanh tươi sắc lá xanh trong lòng.